Mến chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà trồng cây giống từ khi mới đặt xuống luôn rồi trồng lên các chậu nha. Thì cả nhà mua hôm giống hoa giấy Mỹ á, về trồng á, là cây giống nè, nó sẽ được như vậy nè. Rồi cả nhà sẽ trộn, bao gồm cái này là trấu tươi nè nha, trấu tươi, phân rơm mục và sơ dừa. Sơ dừa này thì cả nhà không cần sàng đâu, cả nhà để yên vậy, là hai sơ dừa, một phân rơm và nửa trấu tươi thôi, nửa bao trấu tươi. Một bao sơ dừa là 10 kg đó cả nhà, là ngay tại quê mình thì mình mua 20.000 một bao, còn phân rơm thì nó mắc hơn, 60-70. Còn trấu thì thường 30-40 ngàn, có khi rẻ hơn nữa, tùy theo mùa. Rồi mình mới để mua cây giống thì để yên 2-3 bữa đi, rồi cả nhà trộn xong cả nhà để như vậy cho mình, để vô chậu C6 hoặc C7 gì cũng được hết. Đây nè, rồi cả nhà để y như vậy hết, là tưới một lượt luôn. Để y như vậy nè, để y như vậy hết luôn. Đó, không có đem ra đất liền. Tưới là mình tưới, mình xịt dưỡng lá đồ. Cây nó tốt chừng 2-3 tuần cả nhà hả tưới, nó hay hơn. Đó, mình ra hàng loạt cái chậu vì gì thôi, rồi mình để yên. Là chậu 1 nha. Và sau khi cái cây giống nó tốt rồi, để mình lấy cho cả nhà xem một chậu. Sau khi mà cả nhà thấy nó bắt đầu có cái rễ nè, rễ cám như vậy nè, nè, đó cái rễ nè, đó bắt đầu cả nhà sẽ trồng lên cái chậu 2 và chậu 3 luôn, là cây nó đã phát triển tốt rồi đó, tươi rồi nè. Tược đồ nó tươi hết. Nếu mà cao quá là cả nhà cắt bỏ cái này hết nha. Tại mình lấy cây mẫu có bông cho nó đẹp, chứ thường đừng có dùng bông, bỏ bông hết. Đó, rồi bắt đầu mình sẽ sang qua cái chậu 2-3 luôn. Đây, chậu 2-3 là như thế này. Mình dựa nó lại, mình trồng lên ba cái chậu này, là ba chậu 7 hết đó, mình dựa nó luôn. Nắng mưa gì cũng được, không có sao hết nha, khỏi che mưa che nắng gì hết. Và mình dựa cây nó tốt mình mới đem ra đất mình trồng, trồng rồi mình tưới một lượt luôn, hàng loạt luôn đó. Khi mà cây nó cao lớn hơn một tí á, các bạn mới đem ra cái chỗ nào mà các bạn thích trồng á, ngoài đất á, những cái chỗ nắng nóng đó, không có bị rập á, thì cây giấy nó phát triển tốt hơn. Là những chỗ rập thì nè, như mình dựa trong này nó hơi rập buổi chiều thì nó không có tốt bằng cái mình đem trực tiếp ra ngoài nắng nè, nó phát triển cây nó cao to hơn. Đây, cây giấy nó cao to hơn nè. Và khi mà ba cái chậu này á, là nó tốt gì là rễ nó sẽ bám dưới đây luôn rồi. Bám dưới đây rồi cả nhà mới bắt đầu đem ra đất, thì cả nhà bón phân dưới đây. Ba chậu không cắt đứt nha, tất cả các chậu trồng lên nhau là không cắt đứt, để yên nguyên vậy luôn. Tại vì thu nhập là thường trong năm là thu nhập rồi đó. Còn mình hướng dẫn cắt ở đáy chậu là cả nhà trồng mấy năm trở lên nha, và cái cách thu hoạch nó lại khác nữa. Cả nhà khi mà mới trồng mình trồng như vậy nè, đó, để chừng nào cây nó tốt rồi mới đầu đem ra chỗ đất trồng, thì bảo đảm cây giống của mình nó phát triển đều rang luôn, cây nào cây nấy là nó sống luôn chứ nó không bị gì hết luôn.
Đó, cây này đã được mấy tháng rồi nè. Cây này là nhà vườn được mấy tháng rồi nè. Cao. Hoa giấy thì đừng để tàn cao quá nha. Và mình chia sẻ thường là cả nhà để cái nhánh đó nè, 1, 2, 3, 4 hoặc 5 nhánh thì người ta thích mua hơn. Là hôm trước mình có quay ở nhà vườn là để mà nhiều khi cái nhánh nó chết á, mình để nó không có như ý á, nó có nhánh á, nên người ta sẽ bỏ cây đó ra. Giống như cái cây này là bị bỏ ra nè, cây này trồng là năm mấy rồi mà người ta bỏ nè. Cho cả nhà xem. Đây. Đây là những cây người ta bỏ ra nè. Có con tược một. Đó, người ta không thích cái cây mà nó có con tược như vậy đâu. Nè, toàn là những cây này là bị bỏ lại. Đó. Nên mình hướng dẫn cả nhà trồng á là mình ráng để cho nó cái tàn đó nè. Nhiều tàn. 1 2 3 4 5 6 luôn. Cái này ghép. Khi mà để chừng 2 mét hoặc 3 mét là dữ lắm rồi. Đừng cao quá, cao quá cái cọng không à cả nhà. Rồi mình mà muốn cho cái cây dưỡng rễ thì mình cắt cái tàn nó hay hơn. Mình cắt nó khoảng 1 mét rưỡi hoặc là 2 mét. Thì nhà vườn sẽ rất là thích luôn. Tại vì cây nó như vậy ghép rất là đẹp và làm cây kiểng không cũng đẹp luôn. Đó. Này được mấy tháng rồi, chưa được năm đâu nhưng mà thu hoạch được luôn rồi đó. Tại vì cây cũng cao to và rễ đẹp luôn. Rễ thì nữa, nếu muốn đẹp môi từ từ ra nha. Nè, rễ to lắm nè. Nó phình ở đây. Còn mình trồng ba chậu là nó sẽ phình ở dưới đây nhiều hơn. Nó đủ nắng nên nó hoa nó nở rực rỡ luôn nguyên vườn đó. Lâu lâu thì cả nhà thường thì nếu mà mình thấy cái cây mình nó không bị sao thì không cần giống như là xịt thuốc luôn. Chừng nào thấy nó bị vàng lá thì mình mới xịt, còn không thì không cần thiết luôn. Mình chỉ cần tưới nước nó thôi là được. Nè. Đó, cái tàn nó như vậy nó mới đẹp nè nha cả nhà. Từ cái hôm giống nó nở ra 4 5 tàn luôn. Đó. Cành đó đẹp hơn. Còn cây này nè, có nhánh gì thường ta bỏ sót lại đó. Nhánh vậy là hay bị lái thương lái mua bỏ lại, không có chọn. Rồi mình quay cho cả nhà xem là cái cách trồng hoa ở xóm mình nha. Cái này là hoa giấy Mỹ. Mình xin chào tạm biệt cả nhà và chúc cả nhà được an lành hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Tạm biệt cả nhà.